Đây. Rồi. À. Chút nữa à, à, chừng nào cậu này về em với anh tâm sự một cái nha. Tâm sự không nổi à. Tâm sự gì? Tâm sự nói chuyện đó. Giao hợp nhau đó. Nói chuyện gì? Giao có nhau á, nói nhau. À, nát rồi nè. Chư Tăng nhà Phật giáo ráng cố gắng nơi gương gìn đạo, nguyện cùng nhau truyền bá tin lành, cầu linh hồn cho được vãng sanh, đồng có cánh cùng bay về trời một lượt. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tây phương thầy ở quá xa, thành tâm tưởng niệm Phật mà đáo lai. Bớt chị đoan thì thấy được đạo màu, không giả dối thì gặp người thượng cổ. Nam mô A Di Đà Phật. Phật ở tâm cho qua đâu xa mà bà, lấy cái ghế vô đây ngồi nè, nằm ổng nằm trên đó, bà nằm dưới đây nè, hai chồng người ta nằm mới đúng. Dạ hả? Ừ, đem cái ghế nằm đây ha, đây nè. Sợ ảnh đời nằm ảnh này dạ không đâu nằm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Này cái gì á? Nào, nộp hộp, hộp nè. Cái hộp này hả? Là mua sắm bổ lượng một ly cho ổng ăn uống, ổng uống cái nước còn cái ổng không ăn uống. Tôi tính để vậy nữa tôi rửa. Rửa xong tôi đập đá để đường cho tôi uống, tôi không chịu bỏ đó. Rồi không rồi. Đâu giờ đâu có rồi. Rồi. Cái này ngon hết sức, cái này ngọt hết sức nè. Cái này cái cái này là củ củ sen, trái sen. Ai địch đó? Đâu có ai địch. Đó. Cái này mà nấu cái gì? Hả? Này nè. Cái này nước lá dứa uống cho mát. Cho mát cho bổ khỏe. Cho người đang hôi có dầu uống nữa hả? Không có, nước trà lá dứa không à. Ừ. Lá dứa uống mát dữ lắm đó cậu. À mát gan, lá dứa nha. Rồi mà lấy cái ghế vô đi. Hai chồng nằm kế bên. Ông này lên ghế đi tôi không cho. Hả? Không, để mới vậy cho ha. Ảnh này lên ghế tôi nằm. Bà biết ấn ra ấn vô, bà không biết, bà để đó ngoài. Bà biết cách mở ra mở vô chưa? Chưa biết gì hả? Ổng đời nằm. Nằm ghế này tôi không có cho. Ổng đời ra mấy ghế này vô cho tôi nằm thử coi. Tôi nói ông nằm ông ỉa cái ghế tôi kinh lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Ghế này kéo chứ không có anh xe ăn. Dạ, kéo, kéo lại vô hả? Tớ ơi. Ừ. Nằm đây nè. A Di Đà Phật. Này giờ lại chen. À, kế vô, kế vô ổng, kế vô chồng. À, tôi á, mà lần tôi chơi bệnh á, ai bệnh hoạn nhất giờ nhất cẳng, cảm mạo gì tôi cắt hết trơn nhất à. Ta nhất á, nhất đau lưng, nhất mỏi rồi á. Tôi cạo gió tôi cắt hay vậy lắm với giác. Hỏi coi hai chồng chưa nằm chung không? Hỏi không coi. Chắc không? Phải. Hỏi ổng mà chịu nằm chung không? Tôi nói cậu nghe nha. Cái ông ở nhà kia kêu bằng ông bà Tung ha. Con ổng giàu giàu ở nhà lầu má chứ có làm việc được không? Không có được cái ghế nằm nằm dằn cái giẫm cành cây ăn cái giẫm giá cây nằm đó. Không được cái giường cái cây vậy nằm nằm đó. Ừ. Bà ngon không? Con thì lầu tỷ không đó. Bà ngon không? Nằm nằm im không? Tôi nói với tôi học ông này á,
Trời, cái ghế này ngon không ta nha. Ông Ba Trung nặng, ông giàu. Con cháu ông cái giải quan trước này, dài dài trước á ha. Mà ông định lại coi, ông làm cái dẫn cây, cái dẫn giá cây rồi dạ, cái dẫn á. Rồi, mình quá sáng ngon à, cái dẫn này. Cái ảnh nói rủ mình đi đâu, đem cái này, ủa ông ta dòm dữ ha. Sao mà được cái này quý báu quá à. Ở đây ta, giàu giàu chứ người ta không biết sống về nành. Không biết sống ha. Ông ta không biết sống giàu giàu. À, một cái ghế bố bằng cây xích xích không mà không có biết làm cái gì là ngon. Ông nói trời ơi cái này à, cái chiếc xe với cái này hai vợ chồng đi về dưới thôi, người ta dòm dữ lắm ha. Gì đâu, xí Vĩnh Long, Vĩnh Long ngã tư Long Hồ đó là quê hương ổng. Về quê chồng ha. Ờ, quê chồng có nhà mộ, nhà mộ ông nội. Quê chồng ở Vĩnh Long ha. Ờ, ngã tư Long Hồ. Rồi vợ chồng họ ông cắt cái chùa chảng bành luôn tôi. Không hỏi ông coi nằm chung không? Tôi ơi. Gì? Ăn cơm không? Không ăn hả? Sao không ăn? Không đói không? Đói không? Không ăn đồ không hả? Không ăn có đói. Kêu ông nằm chung ông nằm không? Với nằm chung với em nè. Giang nằm thích ở đây nè, nằm gác với em nè. Đây. Nha. Chút nữa à, chừng nào cậu này về em với anh tâm sự một cái nha. Tâm sự không nổi à? Tâm sự gì? Tâm sự nói chuyện đó à, giao hợp nhau đó. Nói chuyện gì? Giao cấu nhau á, nói là xin à, lát cậu này về là tôi hỏi xem với ổng với tôi giao cấu. Ông nói làm không nổi, làm không nổi. Ông yếu hả? Ông không có chung. Kỳ hả? Ờ, chứ tới chừng nào mình ổng về ổng chung ổng hỏi gì lắm đó, không cho không cho bị ổng khô tỉ mà để mót mót thôi cái được chút nào không. Ừ. Bởi người ta dặn qua mua xương heo đợi hành cho ổng ăn ngon, cho ăn ngon cho được dở anh không có ăn mà ổng bị hụt rồi sao mà thật gì cho chị bị uống rễ cao sợ ổng ỉa không được thôi cho uống nữa à. Mô Di Phật, Mô Di Phật. Ông ơi, cho em theo cậu này đặng cậu này với vợ đi công chuyện, em ở nhà giữ hai đứa con rồi em có nhà nghe. Chịu đi mà đặng có chết cái cậu mợ này nuôi. Ở đây anh la rầy em hoài, anh ở nhà mình đây rồi người ta mua cơm lại cho anh ăn nha, ở nhà đem đi nha. Đi đâu? Đi theo mợ này về nhà rồi mở cho em coi nhà, cậu này với mợ đi làm ăn công chuyện rồi em giữ mấy cháu tắm rửa nó rồi đút cơm nó ăn rồi quét nhà dọn dẹp, chịu không? Chịu không nói đi. Không chịu mà chịu. Tao chết bây giờ. Sao vậy? Không chịu hoài. Sao không chịu? Sống con lớn rồi chứ. Lớn đâu? Một đứa lớn đứa bé à. Đứa bé hổm á, ảnh tay đó. Cậu đã được con vợ cậu cũng ngon chứ. Người Bắc nó thương chồng lắm cậu ơi. Tôi có gặp có biết mà sao? Đi vô Kinh Bắc á, chồng ở nhà hút thuốc lào đồ ngồi hút khờ phà vậy đi cấy đi làm chết mẹ luôn. Đi thương lắm. Chồng ông có coi ông có ỉa không? Có ỉa không? Ỉa rồi. Ỉa rồi đó. Ông bọc rồi kìa. Ỉa bọc rồi nó không ỉa. Là có cái ỉa không nè em chùi. Bà gờ giống sao biết được? Không có ông gờ biết. Gờ cứt không mày. Không có ha. Không có ỉa trong, ở trong quận á. Không, có ỉa không? Không. Không không, không có ỉa ông nói nha. Có ỉa nãy em hớp em thay cho nha. Ừ. Ỉa hớp rồi. Hồi à, hôm với sáng này nãy là nhiều lắm mà cứt có hết cứt rồi. Hết cứt rồi hả? Bị ăn ít đâu có nhiều đâu mà có cứt nhiều. Rồi mấy mấy bữa kia là tôi môi ra chừng ký rưỡi cứt á. Ừ, ký rưỡi là nhiều lắm. Nhiều lắm. Rồi bây giờ sao biết ký rưỡi
Sao biết ký gửi? Nhiều. Mình thường mua khoai lang, khoai môn, đồ đó người ta cân cho mình đó, mình biết. Biết hả? À, nè cậu à, đi ra chợ có mua con ốc quắn, ốc quắn đó. Yeah. Cậu ăn ốc đó nên thuốc lắm. Có canxi mà khỏe mạnh. Biết ốc quắn không? Biết, nó trị gì? Ốc quắn hả? Trị nhức mỏi rồi, với có canxi nó khỏe khoắn con người. Có trị hụt không? Hả? Có bị hụt không? Gì? Ăn ốc u vàng nó hụt hả? Ốc bây giờ mới thụt, còn ốc quắn có canxi mà. Ăn cua ốc. Cua ốc á. Cua nhỏ nhỏ, nhỏ vậy. 52 con. Còn cua bự bự nè. Bao nhiêu đó mà. Còn mua chừng một con cái luộc cua cái ăn. Cua cái có gạch ăn ngon lắm. Trời tối nè, có gạch, cua có gạch. Ông Tê ơi, thích cha anh ngủ hoài em đi á, em buồn thôi buồn em đi á, vợ chồng phải thích tâm sự nói chuyện qua lại cười rồi nãy kia có tương lai hạnh phúc một chút đi, cái gì đã nằm ngủ hoài à, em thấy đâu có cái tình thương hạnh phúc gì đâu, nằm hoài như cây củi ra sao mà em mến thương được, thích chị nói chuyện nè anh, thích chị đi rồi. Thích à? Đi chứ làm gì? Anh hát bài tình anh bán chiếu đi, anh hát hay anh lắm. Bán chiếu. Anh hát hay mà. Hay rồi. Hát như ông được cay. Hả? Hát như ông được cay. Anh lại lần á, anh niệm Phật, anh quy y bàn thọng thiên đời với em này kia nọ, em làm cái gì cũng làm theo nấy á, bây giờ cãi không à? Cãi gì? Cãi em cái niệm Phật hoài, hàng ngày đêm niệm Phật á. Niệm Phật rồi niệm chứ sao? Ờ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con Tống Minh Tồn. Con Tống Minh Tồn. 78 tuổi. 78 tuổi. Cầu xin trời Phật cứu sống giùm con. Cầu xin trời Phật cứu sống giùm con. À, cho con khỏi bệnh, đi đứng được. Cho con khỏi bệnh. Cho con khỏi bệnh đi đứng được. Ờ. Con nguyện một lòng. Con nguyện một lòng. Quy hướng Phật đạo. Quy hướng Phật đạo. Con nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Con nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Cho quan gia tái chủ. Cho quan gia tái chủ. Do tay con giết ăn thịt. Do tay con giết ăn thịt. Được siêu sanh tịnh độ. Được siêu sanh tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa nay bà không có đi đám cưới ha? Người ta không có mời. Không có mời ha? Người ta kỹ lưỡng lắm, người ta thấy mình ta gúm ghê. Mấy nhà đó ít cái lợi lắm, cái giải trước ít lợi lắm. Có gì người ta kêu mình cho thì lợi lấy, chứ không có lợi nhà người ta, ta kỹ lưỡng. Cái đó giải bệnh là nhà quan không đó. Không qua, không quan thì cũng cán bộ công an đồ vậy đó. Mấy lần trước á, mấy lần sau cũng có công an mấy người. Còn à, nè, công an với ban ấp cũng sợ cậu ơi. Coi, công an cũng công an với ban ấp thôi, cũng thôi, sợ. Họ đừng có nói chuyện ta. Sợ đụng xe, nó đụng mà chết, họ sợ lắm, họ không dám bắt. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật hoài. Em đọc bài A Di Đà nha. Nam Mô Di Đà Phật. Một lòng ngợi mệt không này, cậu về cực lạc ngồi đại liên hoa, cha lành Đức Phật Di Đà. Sơi hào quang tịnh chiếu là thân con, thẩm sáu quang Đức Phật hằng còn. Con nay chính nguyện lòng son ngọt bề, nguyện ngày sau ngồi gốc bồ đề, cầu về cực lạc ngồi đài Tây Phương. Đức Phật xưa kia có thể nguyện tỏa tường, 48 lời thể nguyện dẫn dắt đường đi cho tất cả chúng sanh. Ai mà ăn ở hiền lành, nước ta còn vàng với ngọc để dành cho các ngươi.
thiện nam tín nữ mọi người phải thành phải nhớ niệm 10 tiếng ra. Ta thề không giúp ở nước ta, thề không làm Phật chắc là chẳng sai. Bởi vì có câu tin tưởng Như Lai, tất cả ai tưởng nhớ đến Đức Phật sống dài vô cùng. Có một lời thề như biển rộng mênh mông, nhớ đến Đức Phật thoát khỏi dòng trần lao. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật đi. Nam Mô Di Đà Phật. Qua sen bảo Tây Phương đua não, chào đón người niệm Phật chí tâm. Qua sen đua não tánh hai thạch trần, hội này nhìn kỹ thấy được Đức Phật chân thân. Rồi nghe pháp niệm tinh thần sáng trưng, thiện nam tử thiện nữ nhi, cố tu độ chúng phàm dân, đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dài. Đức Phật ngày xưa có thệ nguyện chắc chắn rằng thiệt chứ chẳng sai. Cầu về tịnh độ ai tín lòng, ai ai tín lòng cầu về tịnh độ một nhà. Qua sen chính phẩm là cha mẹ mình, qua não mới hiểu biết tánh linh, các ông Bồ Tát bạn hiền cùng ta. Rồi, hay quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi.